chúng tôi xin gửi đến quý vị một đoạn văn để chúng ta cùng suy ngẫm. Nhà tù nhiều hơn trường học và lúc nào cũng chặt ních người. Bất kỳ người nào có tư tưởng về chế độ khác đều bị bắt mà không cần xét xử. Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. Ngay cả quyền tự do hội họp và lập hội cũng không có. Việc những tờ báo hoặc tạp chí có tư tưởng tiến bộ được coi là một tội nặng. Rượu cồn và thuốc phiện cùng với báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho công cuộc làm ngu dân của chính phủ, nhà tù làm nốt phần còn lại. Đối ngoại, chúng cúi đầu uốn gối, cam chịu cắt đất đai của đất nước, ngậm hơi nuốt nhục, dâng quyền lợi của nhân dân cho ngoại bang. Chúng vụng về trong việc phát triển kinh tế đất nước, nhưng chúng lão luyện trong nghề đàn áp dã man và trong việc chế tạo ra lòng trung thành bắt buộc. Nếu các ông Gandhi, de Lavera sinh ra ở đây, có lẽ đã bị chúng cho lên thiên đàng từ lâu rồi bị tất cả những thủ đoạn thâm hiểm của tòa án vây quanh, một chiến sĩ ở bản xứ khó lòng tiến hành giáo dục cho đồng bào mình hiểu bị áp bức, bóc lột thế nào mà không bị xa và nanh vuốt của chúng. Yêu cầu thứ nhất, ân xá toàn thể chính trị phạm ở Việt Nam. Yêu cầu thứ hai, tự do báo chí và tự do tư tưởng. Yêu cầu thứ ba, tự do lập hội và tự do hội họp. Yêu cầu thứ tư, thay đổi xác lệnh bằng đạo luật. Kính thưa quý thính giả, Hắn rằng rất nhiều người sẽ thấy những gì được mô tả trong đoạn văn vừa kể sao mà quen thuộc đến thế, quen thuộc đến độ như đang diễn ra trong thực tại. Bởi vậy, sau khi đọc xong độc giả Tuấn Kiệt 76 đã viết rằng: Đọc mà giật mình, tưởng tác giả viết về hoàn cảnh hiện nay, xót xa quá. Kính thưa quý thính giả, đoạn văn trên được blogger người buôn gió trích từ cuốn lên án chủ nghĩa thực dân, xuất bản năm 1959 tác giả Nguyễn Ái Quốc. Cuốn Vì Độc lập Tự Do, Vì Chủ nghĩa Xã hội xuất bản năm 1970 của Hồ Chí Minh. Hai cuốn đều do nhà xuất bản sự thật phát hành. 90 năm trước, ông Hồ Chí Minh đã viết những lời lên án chủ nghĩa thực dân Pháp như vừa kể. Đến nay, dưới cái quốc hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn luôn đi kèm theo hàng chữ, độc lập, tự do, hạnh phúc. Việt Nam đã thay đổi như thế nào? Mời quý vị nghe sau đây một số ý kiến khác về những mô tả trong đoạn văn này. Ý kiến của X. Suka Đọc kỹ, thấy trong 90 năm, hình như Việt Nam ta đi thụt lùi 190 năm. Ý kiến của Nguyễn Phan Bài viết hay quá, ai đọc mà chẳng ngậm ngùi, đau đớn cho đất nước mình. Đánh đuổi chế độ thực dân tàn ác để xây dựng lên một chế độ khác còn tàn ác gấp bội thực dân Pháp còn ký hiệp định Pháp, Thanh, bảo vệ bờ cõi cho Việt Nam, không bị mất đất về tay nhà Thanh. Thực dân Pháp còn cho phép người Việt Nam ra báo tư nhân. Đạo đức xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc còn vững chắc hơn giờ ngàn lần. Pháp đi 65 năm rồi, lời ông Hồ Chí Minh chửi Tây vẫn còn nguyên giá trị đối với chế độ do chính ông ta dựng lên. Còn mỉa mai nào bằng? Còn tội nào nặng hơn? Để thấy rằng cơ chế chính quyền sau này phải được mọi người chăm sóc cho nó có đủ tam quyền phân lập thật sự, tự do báo chí thật sự và một hệ thống xã hội dân sự hữu hiệu. Có thế mới mong 90 năm sau, con cháu chúng ta không phải thốt lên những lời đau thương như chúng ta hiện tại. Ý kiến của Đông A thị. Việt Nam ngày nay là bản sao hoành tráng của thực dân Pháp thời xưa. Đọc lên nghe thấy quen quen mùi dịch chủ tái nô ấy. Ý kiến của Hoa Bất Tử Blog Sự lặp lại này là kết tinh trên kinh nghiệm kế thừa sai lầm cũ của ngoại bang, nhưng ẩn mình trong lớp áo của quang minh chính đại, và chính cái mặt nạ áo giáp đó làm nên chất liệu tuyệt vời để vẽ lên những chiếc bánh ảo mời dân tộc ăn, hay vẽ nên những chiếc bánh xe cút kít lăn đến một chân trời vô tưởng. Xã hội chủ nghĩa khoa học, tức đích đến cuối cùng mà đảng Cộng sản đặt ra sau xã hội chủ nghĩa. Ý kiến của Tuân Tai TM Đoạn trích đầu đọc lên tưởng là viết về chế độ Việt Nam hiện tại. Không ngờ lại là của cụ Tất Thành viết về chế độ thực dân. Ôi, sao mà giống thế? Ý kiến của Lương Khanh Lương Một bài thu hoạch xuất sắc cho cuộc kiểm điểm thành tích 40 năm thực hiện di trúc. Bài viết của Người Buôn Gió làm nhớ lại bài diễn văn mà luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc vào năm 1956 bài diễn văn đã đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông. Nếu so với những tệ nạn, sai lầm và khuyết điểm, luật sư Tường nêu lên trong bài diễn văn 53 năm trước, thì đúng là ngày nay, mọi sự đều đã hơn 10 ngày xưa về mức độ trầm trọng. Ý kiến của người Việt yêu nước, bài này cực kỳ thâm thúy.